với mật ong có tác dụng gì, cách làm và cách sử dụng tốt nhất, hẳn là các bạn đã từng nghe được nhiều về lợi ích của nghệ và mật ong đối với sức khỏe, có đúng không nào? Vậy thì nghệ và mật ong khi kết hợp sẽ có những công dụng gì, cách làm tại nhà ra sao? Hãy cùng Diệp tìm hiểu qua trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là nghệ ngâm với mật ong có tác dụng gì. Phần 2 cách làm nghệ ngâm với mật ong. Phần 3 là những lưu ý khi dùng nghệ ngâm với mật ong. Ngay bây giờ hãy cùng Diệp đi vào nội dung đầu tiên nhé. Nghệ là một loại gia vị thường được sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ, Trung Đông và các nước châu Á. Thành phần hoạt chất chính của nghệ là curcumin, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Ngoài ra trong củ nghệ rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, mangan, vitamin B6. Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, enzyme. Mật ong cũng được biết đến có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Vậy, nghệ ngâm với mật ong có tác dụng gì? Một số tác dụng trên các hệ cơ quan đã được ghi nhận như sau. 1. Giải quyết các vấn đề về tiêu hóa. Nghệ ngâm với mật ong có thể hỗ trợ tiêu hóa nhờ đặc tính chống viêm và kháng viêm. Việc sử dụng nghệ ngâm với mật ong đã được chứng minh là làm giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng và đầy hơi. Hoạt chất curcumin trong nghệ kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, trong khi mật ong có đặc tính và probiotic thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa, nghệ ngâm với mật ong còn có lợi ích sức khỏe khác. Củ nghệ đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư và có thể giúp giảm viêm. Khi kết hợp nghệ với mật ong, các chất chống oxy hóa trong nghệ phối hợp với nhau để chống lại các vi khuẩn và virus có hại. Trong đó có thể kể đến vi khuẩn HB có hại cho dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thứ hai là cải thiện làn da. Nghệ ngâm với mật ong có thể có lợi cho da nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nhờ đó có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, giảm viêm và làm sáng da. Sử dụng mặt nạ bột nghệ và mật ong có thể giúp làm dịu da và cấp nước cho da giúp da mềm mại hơn. Thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch. Nghệ ngâm với mật ong có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự nhiễm khuẩn và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương của oxy hóa. Sử dụng nghệ ngâm với mật ong thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng khác. Thứ tư, giảm đau mãn tính. Nghệ ngâm với mật ong có hiệu quả trong việc giảm đau và viêm trong các trường hợp như viêm khớp. Nghệ có thể được dùng ở dưới dạng thực phẩm bổ sung, trong khi mật ong có thể dùng như các chất làm ngọt tự nhiên. Ngoài đặc tính chống viêm, nghệ và mật ong còn có đặc tính chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương và do các gốc tự do gây ra, là một phần nguyên nhân gây ra các chứng đau và viêm mãn tính. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch được nên có thể giúp cơ thể kiểm soát được các cơn đau mãn tính. Sau khi đã biết nghệ ngâm với mật ong có tác dụng gì, chắc chắn bạn sẽ muốn có ngay một lọ nghệ tươi ngâm với mật ong trong tủ hoặc nhà bếp. Bây giờ Diệp sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nghệ ngâm với mật ong thơm ngon mà bạn có thể tham khảo. Nguyên liệu cần chuẩn bị: nghệ tươi khoảng 500g, mật ong 500ml, dụng cụ, dao, kéo, lọ đựng thủy tinh, rổ. Các bước thực hiện: bước 1, sơ chế nghệ, rửa sạch nghệ và cắt bỏ phần hỏng, sau đó cắt bỏ hai đầu. Sử dụng dao để cắt nghệ thành những lát mỏng để tiện cho quá trình ngâm. Thứ hai, ngâm nghệ với mật ong. Chuẩn bị lọ thủy tinh đã có sẵn, đặt nghệ vào lọ thủy tinh, đổ mật ong vào lọ sao cho mật ong ngập trên bề mặt của nghệ tươi. Đậy kín lọ và lưu trữ ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngâm nghệ với mật ong trong khoảng 1 tháng là có thể dùng. Hướng dẫn dùng nghệ ngâm với mật ong. Cách sử dụng chữa đau dạ dày. Phương pháp 1. Uống nước pha với mật ong ngâm nghệ. Pha mật ong ngâm nghệ vàng với một ít nước đun sôi để ấm, nhiệt độ khoảng 40 độ C. Khuấy đều hỗn hợp. Hãy uống trước bữa ăn chính khoảng 15 phút, ngày 2 tới 3 lần. Phương pháp 2. Ăn nghệ vàng ngâm với mật ong. Mỗi ngày bạn có thể ăn 2 lát nghệ vàng ngâm với mật ong trước hoặc sau bữa ăn để hỗ trợ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn.
nên thực hiện phương pháp này đều đặn, không nên sử dụng quá liều để tránh tác dụng phụ không mong muốn. Nếu có bất kỳ triệu chứng không bình thường nào xảy ra, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiếp tục sử dụng. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ trong video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.